Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em vào tuần học số 35. Tuần học số 35 là tuần cuối cùng của năm học, các em học lớp 5. Đây là cái tuần mà cô sẽ ôn thi cũng như ôn tập lại để cho các em nắm được các kiến thức để cho các em làm bài thi thiệt tốt. Tuần số 35 các em hãy mở quyển vở ra trang số 103. Cô và các em cùng nhau làm bài tập. Đầu tiên, cô sẽ vào tiết thứ nhất. Các em hãy lập cái tổng kết về chủ ngữ, lập cái bảng tổng kết chủ ngữ, vị ngữ trong những cái kiểu câu. A. Câu hỏi của chủ ngữ hoặc vị ngữ. B. Cấu tạo của chủ ngữ hoặc là vị ngữ. Bên đây cô có mẫu. Đây là thành phần câu, đây là đặc điểm chủ ngữ và vị ngữ. Cô sẽ ôn cho các em cố gắng theo dõi nha. Rồi, câu hỏi ai, cái gì, con gì, là vị ngữ là làm gì. Rồi, tương tự, cấu tạo danh từ, cụm danh từ, đại từ, động từ, cụm động từ. Rồi, xuống đây, kiểu câu ai thế nào. Chủ ngữ là ai, chủ ngữ ai, chấm hỏi, cái gì, chấm hỏi, con gì, chấm hỏi. Cấu tạo danh từ là cụm danh từ, rồi hay là đại từ, vị ngữ thế nào. Cấu tạo tính từ rồi cụm tính từ, động từ cụm động từ, rồi kiểu câu ai là gì, câu hỏi ai, chấm hỏi, cái gì, con gì, cấu tạo danh từ cụm danh từ, rồi vị ngữ là gì, là ai, là con gì, cấu tạo là cộng với danh từ cụm danh từ, câu chuyện sang tiết số 2. Dựa vào kiến thức các em đã học hãy hoàn chỉnh các bạn tổng kết sau. Như trạng ngữ chỉ nơi chốn là ở đâu, ngoài đường xe cộ đi lại như thế, như mắc cưỡi. Còn trạng ngữ chỉ thời gian là khi nào. Mấy giờ, rồi hôm qua bác Tuấn chở anh Hùng, ví dụ hôm qua phải bác Tuấn chở anh Hùng sang nhà em chơi đến tận chiều mới về, đến chiều
mới về. Chấm. Đúng 7 giờ chúng em vào lớp. Đó cũng được ha. Tiếp theo, trạng ngữ mở đầu bằng vì, do hoặc là tại. Câu hỏi là khi nào, mấy giờ, rồi cô xin lỗi cô nhầm ngay chỗ này, đây là trạng ngữ chỉ mở đầu bằng vì, do, tại, đây là trạng ngữ chỉ cái nguyên nhân, đây là cái nguyên nhân chúng ta sẽ bổ sung vào đây để không để tránh không có nhầm ha. Nguyên nhân vì sao, vì sao, rồi tại sao, hay là nhờ đâu. Rồi chúng ta sẽ ví dụ, vì trời mưa đường trơn trượt, vì trời mưa đường trơn trượt, hay là tại ngủ quên nên em đến trường trễ. Tại ngủ quên nên Lan đến trường trễ. Rồi trạng ngữ mở đầu bằng để, nhằm. Đây là trạng ngữ chỉ cái mục đích. Mục đích. Ví dụ như là để làm gì? Chấm hỏi. Vì cái gì? Chấm hỏi. Để học tốt hơn nữa, để học tốt hơn nữa, chúng ta nên chăm chỉ nghe thầy cô giảng bài. Em nên chăm chỉ nghe thầy cô giảng bài. Làm bài đầy đủ. Rồi, trạng ngữ mở đầu bằng với hoặc là bằng, đây là trạng ngữ chỉ cái phương tiện. Rồi, bằng cái gì? Bằng cái gì? Chấm hỏi. Với cái gì? Chấm hỏi. Bằng thái độ dịu dàng. Cô giáo đã cảm hóa được. Cô giáo đã cảm hóa được mình. Rồi. Ta chuyển sang tiết số 3. Các em hãy dựa vào số liệu đã cho của quyển sách trang 163, 164. Các em hãy lập bản thống kê về tình hình phát triển giáo dục tiểu học của nước ta từ năm 2000 đến 2001.
Rồi, đến năm 2004 và năm 2005. Bước 1, các em kẻ bảng thống kê biết rằng bảng có 5 cột dọc và 5 hàng ngang. Rồi sau đó các em điền tiếp tên cho các cột dọc và hàng ngang trong cái bảng ở dưới đây. Cô ví dụ, cái này cũng khá là đơn giản. Ở bên đây là năm học, còn bên đây là số trường. Rồi bên đây là số học sinh. Bên số 4 này là số giáo viên. Cột cuối cùng là tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số. Tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số. Tiếp theo, chúng ta sẽ có cái cột mốc từ năm 2000 đến 2001. Rồi, số trường. Tiếp theo nữa nè, cô ghi tiếp cái bước ở bên đây 2001, 2002. Rồi, số 3 là 2002 đến năm 2003. Số 4 là 2003 đến 2004. Số 5 là 2004 đến 2005. Như vậy, số trường bây giờ số cô có số trường 13, 8, 5, 9. Rồi số 2 13, 9, 3, 14, 1, 6, 3. Số 4 là 14, 3, 4, 6 đi, 3, 4, 6. Cột số 5 là 14, 5, 18. Tương tự số học sinh 9, 7, 4, 1, 1, 0, 0. Học sinh 9, 3, 15, 3, 0, 0. Các em ghi vào và cẩn thận thì chúng ta sẽ ra cái kết quả giống nhau và đúng ha. 8, 8, 15, 7, 0, 0. Tiếp theo nữa là cái số học sinh 8, 3, 4, 6, 0, 0, 0. 7, 7, 4, 4, 8, 0, 0. Rồi số giáo viên 3, 5, 5, 9, 0, 0. 3, 5, 9, 9, 0, 0. 3, 6, 3, 1, 0, 0. Rồi 3, 6, 6, 2, 0, 0. Cuối cùng là 3, 6, 2, 4, 0, 0. Bây giờ chúng ta sẽ tính lại cái tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số. Rồi, năm đầu tiên đó là 15,2%. Số 2 là 15,8%. 16,7%, 17,7%, và cuối cùng là 19,2%. Bước số 2 là các em sẽ điền các cái số liệu thống kê vào cái bảng trên. Rồi, xong. Câu số 2, qua bảng thống kê trên em rút ra những nhận xét gì? Đánh dấu ít vào cái trước ý trả lời đúng. Thứ nhất là số trường hàng năm tăng hay là giảm? Cô thấy là tăng. Câu B, số học sinh hàng năm tăng hay giảm? Cô thấy giảm. Câu số 3, số giáo viên hàng năm tăng hay giảm?
lúc tăng lúc giảm, đúng rồi. Và câu D, tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số hàng năm tăng hay giảm? Đã, là tăng. Cô chuyển sang tiết số 4 các em. Hãy đọc lại bài cuộc họp của chữ viết trang 164. Tưởng tượng em là một cái chữ cái hoặc là một dấu chấm làm thư ký cuộc họp. Rồi các em hãy viết một cái biên bản cuộc họp đó. Dưới đây là mẫu biên bản để các em tham khảo. Rồi, sau khi các em tham khảo xong cái mẫu biên bản thì chúng ta sẽ làm một cái mẫu biên bản khác nha. Làm cái mẫu biên bản, chúng ta sẽ có Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Cái này cô viết nhanh ha. Các em cố gắng theo dõi Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Rồi, độc lập tự do hạnh phúc. Biên bản cuộc họp của chữ viết. Biên bản cuộc họp của chữ viết. Rồi, một nhỏ là thời gian. Hai chấm. Địa điểm. Thời gian phẩy địa điểm. Thời gian 16 giờ 45 phút ngày 19 tháng 5. Bất cứ cái ngày nào mà các em có thể cho các em làm cho hợp lý thôi, không phải giống nhau ha. Ngày 19 tháng 5 2006, của ví dụ như vậy. Rồi, địa điểm. Địa điểm là lớp 5A, trường tiểu học Kim Đồng. Còn trường của các em học trường nào thì chúng ta sẽ ghi vào trường đó. Rồi. Tiếp theo nữa, số 2. Thành viên tham dự. Rồi, các chữ cái và dấu câu. Chấm. Số 3 là chủ tọa. Rồi, thư ký nè. Chủ tọa đi. Trước tiên là chủ tọa. Bác chữ A. Bác chữ A. Rồi, thư ký. Thư ký là chữ D. Số 4 nhỏ đó là nội dung cuộc họp. Nội dung cuộc họp thì hai chấm. Đầu tiên là bác chữ A phát biểu nè. Bác chữ A phát biểu. Cộng mục đích cuộc họp. Tìm cách giúp đỡ Hoàng. Tìm cách giúp đỡ Hoàng. Vì em không biết chấm câu.
vì em không biết chấm câu. Chấm. Rồi, tình hình hiện nay. Tình hình hiện nay nè. Tình hình hiện nay thì như thế nào? Hoàn toàn không biết chấm câu. Hoàn toàn không biết chấm câu. Tiếp theo, anh dấu chấm. Rồi, anh dấu ha, chấm. Phân tích nguyên nhân. Khi viết Hoàng không để ý đến các dấu câu. Khi viết Hoàng không để ý đến các dấu câu. Mỗi tay chỗ nào thì em chấm chỗ đó. Mỗi tay chỗ nào em chấm chỗ đó. Chấm. Rồi, bác chữ A nêu cái cách giải quyết. Bác chữ A nêu cái cách giải quyết. Cái cách giải quyết đó là từ nay trở về sau á, thì khi nào mà mỗi khi Hoàng định chấm câu, anh dấu chấm phải yêu cầu Hoàng, thì cái anh dấu chấm á, chữ dấu chúng ta viết hòa ha. Phải yêu cầu Hoàng làm gì? Đọc lại câu văn. Chấm. Anh dấu chấm có trách nhiệm giám sát Hoàng. Anh dấu chấm. Có trách nhiệm giám sát Hoàng thực hiện nghiêm túc điều này. Rồi, tất cả các cái chữ cái và dấu câu
tán thành ý kiến của chủ tọa. Chấm. Rồi, cuộc họp kết thúc. Vào lúc 17:30 ngày 19 tháng 5 2006. Bây giờ chúng ta sẽ ghi ở đây là cái phần người lập biên bản. Người lập biên bản ký. Người lập biên bản ký tên. Rồi chữ D. Bên đây là chủ tọa ký. Chữ A. Ta chuyển sang tiết số 5. Các em đọc bài thơ Trẻ con ở sân Mỹ, đem 165 thực hiện các yêu cầu ở dưới. Câu A, bài thơ gợi ra những hình ảnh rất là sống động về trẻ em, hãy miêu tả một cái hình ảnh mà em thích. Rồi, hình ảnh em thích như là tóc bớt đầy nước mặn. Các em thích hình ảnh nào thì các em ghi ra ha. Tóc bớt đầy nước mặn. Chúng ùa chạy không cần tới đích. Rồi, tay cầm cành củi khô. Vớt từ biển. Vớt từ biển. Những vỏ ốc âm thanh. Những vỏ ốc âm thanh. Mặt trời chảy trên bàn tay bé xíu. Hay là cái câu mặt trời. Chảy trên bàn tay bé xíu. Gió à à u u như ngàn cối xay lúa. Gió à à u u như ngàn cối xay lúa. Không mà ghép lại. Câu B. Câu B thì tác giả quan sát buổi chiều và tối ở ban đêm ở cái vùng ven biển bằng những cái giác quan nào? Các em hãy nêu một hình ảnh chi tiết mà các em thích trong cái bức bức tranh ấy. Thì bằng những cái giác quan nào? Cô thấy đó là bằng mắt. Bằng mắt. Trước tiên là mình giác quan là mình trả lời là bằng mắt nè. Rồi. Rồi, bằng tay. Bằng mắt. Bằng tay. Rồi.
bằng mũi nữa. Nêu một cái hình ảnh, chúng ta nêu một hình ảnh, đó là học sinh nói một cái hình ảnh mà em yêu thích, như là hoa xương rồng. Hoa xương rồng chói đỏ. Rồi, chim bay phía vần mây. Như đám cháy. Mặt trời chảy trên bàn tay bé xíu. Rồi, chúng ta đã kết thúc cái tiết thứ 5. Cô chuyển sang cái tiết thứ 6. Các em dựa vào cái hiểu biết của các em và những cái hình ảnh được gợi ra từ bài thơ Trẻ con ở sân Mỹ thì các em hãy viết một cái đoạn văn khoảng 5 câu. Các em tả một cái đám trẻ đang chơi đùa hoặc là đang chăn trâu chăn bò. Tả một cái buổi chiều tối hoặc là một cái đêm yên tĩnh ở vùng biển hoặc là ở một cái làng quê. Bây giờ cô sẽ bắt đầu tả nha. Tả cái bọn trẻ trước. Rồi, cô A. Bọn trẻ đứa nào đứa nấy tóc cháy khét. Bọn trẻ đứa nào đứa nấy tóc cháy khét. Đỏ như rau ngô. Da đen nhẽm. Vì nắng. Miệng thì hát. Miệng nghêu ngao hát. Vừa lùa đàn trâu tiến về phía sườn đồi. Miệng thì hát, tai thì lùa đàn trâu. Lùa đàn trâu về phía sườn đồi. Chấm. Buổi trưa bọn trẻ không về làng mà ở lại bãi chăn trâu. Buổi trưa bọn trẻ không về làng mà ở lại bãi chăn. Mỗi đứa đều được mẹ chuẩn bị một phần cơm. Mỗi đứa đều được mẹ chuẩn bị một phần cơm. Chúng lấy lá rừng trải xuống đất.
Ngay dưới tán cây lớn. Ngay dưới tán cây lớn. Rồi cùng ăn. Chúng vừa ăn vừa giỡn. Tiếng cười nói vang cả sườn đồi. Tiếng cười nói vang cả sườn đồi. Chấm. Cô chuyển sang tiết số 7. Đầu tiên của tiết số 7, các em hãy đọc cái bài Cây gạo ngoài bến sông của sách giáo khoa trang 166 và các em đánh cái dấu X vào trước ý trả lời đúng. Rồi, những chi tiết nào cho thấy, cho chúng ta biết cây gạo ngoài bến sông đã có từ lâu? Đó là cây gạo già, thân thì xù xì, gai gốc, móc meo, thương lũ bạn lớn lên đã thấy cây gạo nở hoa. Rồi, câu số 2. Dấu hiệu nào giúp cho Thương và các bạn biết cây gạo lớn thêm 1 tuổi? Đó là cây gạo xòe thêm được một tán lá tròn vương cao trên trời. Câu 3 trong chuỗi câu: vào mùa hoa cây gạo như đám lửa đổ ngang trời hừng hực cháy. Bến sông bừng lên đẹp lạ kỳ. Từ bừng nói lên điều gì? Nói lên hoa gạo nở làm bến sông sáng bừng lên. Câu số 4, vì sao các cây gạo buồn thiêu, những chiếc lá cụp xuống ủ ê? Vì sao vậy? Vì có kẻ đào cát dưới gốc gạo làm rễ cây trơ ra. Câu số 5, Thương và các bạn nhỏ đã làm gì để cứu cây gạo? Đó là đã lấy đất phù sa đắp kín những cái rễ cây bị trơ ra. Câu số 6, việc làm của Thương và các bạn nhỏ đã thể hiện cái điều gì các em? Đó là thể hiện cái ý thức bảo vệ môi trường. Các em rất là tốt. Số 7, câu nào dưới đây là câu ghép? Câu ghép là cây gạo buồn thiêu, những chiếc lá cụp xuống ủ ê. Câu số 8, các vế trong câu ghép: thân nó xù xì, gai gốc móc meo, vậy mà lá thì xanh mởn, non tươi, dập dờn, đùa với gió. Được nói với nhau bằng cách nào? Bằng cách nào các em? Vậy mà, nói bằng từ vậy mà. Câu số 9 trong chuỗi câu: chiều nay đi học về, Thương cùng các bạn ùa ra cây gạo, nhưng kìa, cả một vạt đất quanh gốc gạo phía mặt sông lở thành hố sâu hoắm. Câu in đậm liên kết với câu đứng trước nó bằng cách nào? Bằng cách dùng từ ngữ nói và lập từ ngữ. Câu số 10, dấu phẩy trong câu: thân nó xù xì, gai gốc móc meo có tác dụng gì? Có tác dụng ngăn cách các từ cùng làm vị ngữ. Là cái câu này. Chúng ta chuyển sang cái tiết cuối cùng, đó là tiết số 8, là phần tập làm văn. Các em hãy miêu tả cô giáo, thầy giáo của các em trong giờ học mà các em nhớ nhất. Các em lập cái dàn ý chi tiết mà thôi. Bài làm. Một nhỏ là các em giới thiệu, mở bài, đây là cái phần giới thiệu chung. Rồi, các em thích tả thầy cô nào trong giờ học nào?
chúng ta xuống hàng ha. Em thích tả thầy cô nào? Chấm hỏi. Giờ học nào? Tiết học để lại cho em ấn tượng ra sao? Ấn tượng ra sao? Số 2 nhỏ là thân bài. Thân bài các em sẽ tả ngoại hình trước. Mỗi cái các em đều xuống hàng ha. Rồi. Tả ngoại hình thì mình sẽ nói về cái tuổi tác nè. Dáng vẻ, mái tóc, nước da, gương mặt của cô giáo, rồi đó là mình nói về cái tuổi tác, rồi cái trang phục của cô giáo nữa nè. Điệu bộ, rồi cử chỉ, tiếp theo là ngoại hình, xong lại tới cái tính tình. Tính tình thì như thế nào các em? Giản dị, giản dị, chân thành, dịu dàng, tận tụy, yêu thương học sinh ra sao? Dịu dàng, yêu thương học sinh như thế nào? Yêu thương học sinh ra sao? Chấm hỏi. Rồi, trong giờ học hôm ấy, đó là giờ học nào? Đó là giờ học nào? Rồi, cô đã dạy bài gì? Cô đã dạy bài gì? Rồi, cô dạy như thế nào? Rồi, cái cảm nhận của em và các bạn trong lớp qua cái giờ học đó ra sao? Cảm nhận. Của em và các bạn trong lớp qua giờ học đó ra sao? Đó. Tiếp nữa là cái thái độ và cái cách truyền đạt kiến thức của cô. Thái độ và cái cách truyền kiến thức. Trong giờ học. Số 3 nhỏ là cái phần kết bài.
Em nêu cảm nghĩ của em về cái giờ học mà em vừa tả. Về cái giờ học. Mà em tả. Tiếp theo nữa, các em nêu cái cảm nghĩ. Tình cảm của em đối với cô giáo mình. Rồi. Cái tiết số 8 cũng đã kết thúc. À, cái từng học số 35 của cô và các em. Và từng học này cũng là từng học cuối cùng của các em trong cái chương trình lớp 5. Cô chúc các em học thật tốt và thi đạt kết quả cao. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào một cái năm học mới đầy niềm vui. Cuối cùng, các em hãy nhớ ấn nút đăng ký kênh để nhận được những cái bài học mới nhất từ cô.